Xong Nhật xin chào các bác nha. Em lên sóng phục vụ các bác một cái con robot hút bụi. Hút rất là sạch, khỏe, nhưng mà ngon bổ rẻ. Cái con này em bán đi kèm một cái bộ sạc cắm dây như thế này. Đây, cả bộ như thế này là 2 triệu các bác nhé. Giá rất là rẻ luôn. Phổ cập đại trà các bác dùng iRobot rất là tiện. Một con hàng của thị trường Nhật. Thị trường Nhật. Thiết kế rất là khỏe, đẹp, cắm sạc trực tiếp rất đơn giản thôi. Đấy. Tình trạng máy mặt mũi này nguyên bản mà còn rất là đẹp mới nhé. Đấy. Có chức năng chạy vòng quay một chỗ này, tự động vệ sinh máy này, cảm biến chống rơi cầu thang, các chức năng chạy test ngon lành. Giá 2 triệu thôi ạ. Các bác nào lấy cho gia đình thì các bác lấy ạ. Chống rơi cầu thang các bác nhé. Đây. Đây, đi đến mép thì sẽ quay lại nhé. Đây. Máy chạy êm khỏe, hút sạch bóng luôn. Giá chỉ có 2 triệu thôi, đi kèm một chiếc sạc. Hút rất là sạch sẽ luôn. Bảo hành cho các bác 3 tháng, chạy ngon lành. Đây là hộp rác các bác này. Đây, đã hút rất là nhiều thứ linh tinh vào đây rồi nhé. Cả vỏ kẹo thứ hút hết này. Cực sạch luôn. Pin viết đã test ok, chạy ngon lành rồi. Giá 2 triệu, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé, đi kèm cái bộ sạc này cắm.